Xin chào tất cả mọi người, mình đã nói rằng mình muốn quay cái clip này rất là nhiều lần rồi nhưng mà hàng về là khách cứ lấy hết cho nên không có kịp quay luôn. Và hôm nay chừa ra một ít để quay chứ thật sự là hàng về đóng đi rất là nhiều luôn và mình không có thể nào mà quay liền một lúc nhiều sản phẩm được cho mọi người luôn á. Tại vì cứ hàng về tới là khách dặn và mình phải đóng hàng đi cho khách rất là nhiều. Và trước đây mình đã quay một cái clip nói về cái serum này, khi đó mình giới thiệu với cả nhà cái set serum mini rồi và hôm nay thì về chai lớn luôn nha mọi người. Và chai này có hàm lượng là 130 ml, và hôm nay mình tiếp tục để quay cái clip này nói thêm về cái serum vàng nội địa Hàn này cho mọi người nha. Đây là serum căng bóng da Hàn Quốc, hay còn gọi là serum Laveless. Vì đây là sản phẩm nội địa Hàn, do đó mà trên sản phẩm cũng ghi bằng cái tiếng Hàn luôn. Và cái này thì mình bó tay, mình không có đọc được, do đó mà đọc sang cái phiên âm của serum này cho mọi người ha. Và trước đây thì mình bán cái set mini này rất là nhiều. Và cái set mini thì mọi người thấy là trong một hộp sẽ có hai chai. Đây, một hộp như thế này sẽ có hai chai nhỏ và mỗi chai có hàm lượng là 30 ml, thì một set sẽ là 60 ml nha cả nhà nha. Còn đây là chai lớn ha, và chai lớn sẽ có hàm lượng là 130 ml, gấp đôi cái set luôn, nhưng mà giá thành rất là ok, tức là mọi người mua chai lớn thì sẽ lợi hơn cái chai nhỏ rất là nhiều. Và lát nữa mình sẽ quay rõ cụ thể trực tiếp cho mọi người có thể nhìn tận mắt cái serum này ha. Mình sẽ đọc về cái công dụng thành phần của sản phẩm cho mọi người xem. Serum này thực chất có giá không có rẻ vì đang được trợ giá và nó là hàng sản xuất cho dân của Hàn Quốc xài, do đó mà thường thì họ chỉ kinh doanh với người người ở nước khác thôi đúng không? Còn người dân của họ thì họ sẽ được hỗ trợ rất là nhiều về mọi mặt. Vì vậy mà cái serum này thì không xuất khẩu mọi người nha. Chỉ sản xuất cho dân Hàn sử dụng và những cái ai mà đi hàng sắp tay thì mới có thôi mọi người. Còn hàng này không có xuất khẩu ạ. Đây là serum mà không cần trang điểm vẫn có làn da căng bóng mịn màng, lúc nào cũng rạng rỡ và tươi trẻ ha. Là một sản phẩm rất là đình đám tại Hàn Quốc luôn. Dưỡng sáng mịn trắng hồng da và được tạo thành từ một công thức độc đáo với tinh chất collagen và lá vàng mỏng 24K, nuôi dưỡng và làm trắng da, phục hồi da sẹo do mụn để lại. Xe khít lỗ chân lông, giảm đáng kể lượng dầu ở trên da do cung cấp độ ẩm cho da rất là tốt ha. Serum Laveless kích thích sản sinh collagen và elastin, giúp tăng độ đàn hồi săn chắc cho da, sản sinh tế bào mới và ngăn ngừa nếp nhăn mới hình thành đó mọi người. Nó sẽ ngăn ngừa những cái nếp nhăn đó cho mình ha. Và những cái bạn nào mà đang bị nám sạm tàn nhang hoặc các bạn muốn phục hồi sau khi các bạn điều trị mụn á, thì chúng ta có thể mua serum này về sử dụng nha. Cách bôi serum đạt hiệu quả cao nhất đó là chúng ta sẽ bôi một ngày 2 lần, sáng và tối. Thì các bước mình sẽ hướng dẫn cho mọi người, nếu mà mọi người kết bạn với mình theo cái Zalo hoặc là gọi cho mình theo hai số này, nhưng tốt nhất vẫn là kết bạn Zalo với mình đi nha. Hiện tại bây giờ thì các máy điện thoại đều là điện thoại công nghệ mới, vì vậy mà mọi người có thể tải cái phần mềm Zalo về, sau đó thì mọi người có thể add Zalo shop và mình sẽ tư vấn cho các bạn để cách sử dụng serum tốt nhất có thể ha, sẽ phục hồi da tốt nhất. Vì khi một khi mà các bạn mua được sản phẩm tốt nhưng các bạn sử dụng không đúng hoặc là quy trình các bạn sử dụng không có đi đúng thì nó sẽ không có phát huy tối đa cái công dụng của sản phẩm được đâu nha. Vì vậy mà các bạn tự mua và các bạn không có được tư vấn kỹ đó, sau đó các bạn sử dụng sẽ không phát huy được hiệu quả thì các bạn lại quay sang trách sản phẩm là không tốt thì nọ. Nhưng mà mình nói thật sự là trong quá trình tư vấn da cho khách thì hầu hết là rất là nhiều khách hàng không biết cách chăm sóc da hoặc là không biết cách sử dụng mỹ phẩm như thế nào luôn. Có người thì sử dụng bước này trước bước kia sau và nó loạn, nó lung tung đó, thì nó sẽ không có phối hợp tốt với nhau được. Thì các bạn nên add Zalo của mình đi ha, mình sẽ tư vấn thêm cho các bạn. Và đây là chai lớn nha, mình sẽ soi cho mọi người thấy, thì cả nhà có thấy rất là nhiều cái miếng vàng mỏng ở bên trong không? Đây là miếng vàng mỏng ở bên trong serum rất là nhiều đó.
Và shop của mình có bán serum vàng 24K cực kỳ nhiều loại luôn. Mọi người có thể search ở trên YouTube, đánh chữ serum vàng và kèm theo số điện thoại của shop. Một trong hai số này nó sẽ ra rất là nhiều clip về serum nha. Còn đây là cái serum dòng mới nhất mà mình mới bán từ trong Tết đến giờ rồi, nhưng mà bán rất là ok luôn. Và hàng này có khi về và có khi cũng không, tại vì là hàng xách tay thôi nha mọi người, và số lượng rất là hạn chế. Đây, còn đây là cái set mini ha. Các bạn muốn dùng thử thì có thể mua cái set mini. Và mình nói thật sự luôn, với cái giá thành rất là rẻ và đã được trợ giá như thế này thì mọi người nên mua cái serum vàng này. Vì trước đây mình đã bán rất là nhiều set rồi, có set tầm 50ml thôi mà giá thành trên 300 rồi. Tuy nhiên cái set này tới 60ml lực, nhưng mà giá thành thì chưa tới 200, cực kỳ rẻ luôn nha mọi người. Cho nên mình khuyên là cả nhà muốn thử serum vàng thì có thể mua cái set này dùng thử nha, cực kỳ thích luôn và nó rất là thơm. Và bên mình chỉ đi hàng chính hãng về thôi, cho nên mọi người có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm, không bao giờ gạt khách hàng đâu. Và đây là cái hộp ở bên ngoài của sản phẩm nè, nó có hình cái chai serum vàng, và trên này thể hiện rất là rõ cái hàm lượng của chai ha, cũng như là công dụng thành phần nè. Nếu mọi người đọc được tiếng Anh thì chúng ta có thể dịch sang, hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái app hỗ trợ, đó là Google dịch đó. Nó sẽ dịch toàn bộ luôn tất cả các chữ tiếng Anh lẫn tiếng Hàn Quốc cho mọi người luôn nha. Cái app đó bây giờ rất là tiện lợi luôn ha mọi người đó. Đây là cái hộp bên ngoài của sản phẩm, và trong này nó có một lớp giấy để bọc sản phẩm lại, tránh bị va đập khi mà chúng ta vận chuyển nha mọi người. Đây là mình đã lấy sản phẩm ra rồi ha, để cho mọi người có thể dễ dàng xem. Và cái chai này nó có vòi nha, chúng ta mở nắp ra đó, và mỗi lần chúng ta sử dụng thì chúng ta chỉ cần xịt xuống thì là cái chất serum nó sẽ chảy ra ngoài và chúng ta thoa lên da thôi ha. Các bạn muốn tư vấn thêm về cái dòng sản phẩm serum vàng nữa thì mọi người có thể liên hệ với shop qua hai cái số này thôi nha. Đây là cái hai cái số chính của shop ha, và có rất là nhiều những cái shop khác lấy clip của shop mình để quay và quảng cáo, cho nên mọi người cẩn thận vấn đề này ha. Khi mà gọi cho mình theo hai số này và xác nhận giúp mình nha thì đây mới đúng là shop của mình. Còn những cái bạn khác lấy clip này nhưng mà để cái số điện thoại khác thì mọi người nên cẩn thận ạ. Mình không có biết những cái bạn đó là ai đâu ạ. Rồi, xin cảm ơn cả nhà đã lắng nghe ha. Và các bạn muốn mua serum vàng thì liên hệ với shop của mình nha. Đây là hàng nội địa Hàn nha, mình xin nhắc lại. Vì vậy trên sản phẩm hoàn toàn đều là chữ Hàn hết ạ. Và bên shop mình cập nhật hoàn toàn sản phẩm mới, do đó đát rất là mới ha. Đát được in trên chai nha cả nhà. Và đây thể hiện là ngày 8 tháng 12 năm 2022 ạ. Rất là mới ha. Cái serum này nó rất là thơm luôn nha cả nhà, cực kỳ thơm nha. Và có rất là nhiều vàng ở trong serum này. Rồi, xin chào cả nhà.